Đến lại lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Ức Thể Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày 22 tháng 9 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Võ Thành Thời. Võ Thành Thời bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước, xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam. Võ Thành Thời sinh năm 1989, trú tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định Võ Thành Thời bị bắt để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo điều tra ban đầu của nhà chức trách, Võ Thành Thời đã có những hành vi liên quan đến hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm Bác Hồ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Công an Quảng Ngãi cho hay, thời gian qua Võ Thành Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Những bài đăng, tài liệu, bài viết của Võ Thành Thời được khẳng định là đã xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của Võ Thành Thời gây bức xúc trong dư luận. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên mà có lẽ đã là lần thứ N có một đối tượng được mời lên phòng uống trà vì hành vi sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ. Không biết đầu óc họ nghĩ cái gì mà lại đi thực hiện một hành vi mà biết chắc chắn rằng sẽ bị xử phạt. Còn nhớ cách đây chưa lâu, đối tượng có bút danh là Dâu Bể Tang Thương đăng bài viết Thiên tai âm nhạc Hồ Chí Minh. Đối tượng Lê Nguyên cũng đăng tải bài viết Lý chứng, bằng chứng chỉ ra Hồ Chí Minh đóng giả Nguyễn Ái Quốc. Ngày 6 tháng 5 năm 2018, đối tượng Bảo Giang đăng bài Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm. Nội dung là nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái kết cho những kẻ này là đều nhận được giấy triệu tập của công an cách đó không lâu. Bên cạnh việc bịa đặt, xuyên tạc lịch sử về các thông tin liên quan đến Bác, một số đối tượng lại thích thể hiện trình độ hội họa khi vẽ bậy, thêm thắt hoặc sử dụng Photoshop để chế ảnh bôi nhọ Bác Hồ. Điển hình là trường hợp của đối tượng Thạch Ryan, 61 tuổi, ngụ ấp Trà Cú C, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Hành vi bôi nhọ lãnh tụ này không chỉ xuất phát từ một bộ phận người dân thiếu ý thức, học vấn thấp, mà không ít trong số đó cũng đến từ các bậc học giả. Những người có ăn có học, thậm chí là có chức có quyền trong xã hội, từng được người đời trọng vọng. Mới đây, tình hình chiến sự tại Ukraine những ngày qua đã tạo nên làn sóng trái chiều và mạnh mẽ trong dư luận quốc tế. Đây cũng chính là dịp để các đối tượng, cơ hội chính trị trong và ngoài nước so sánh những vấn đề về Ukraine với Việt Nam, nhằm công kích Đảng, chính quyền, lãnh tụ của ta. Theo trào lưu của những kẻ cơ hội chính trị, vừa qua trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Văn Dân, một trí thức nghỉ hưu đã so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, bằng một status thể hiện sự bất kính. Cứ chê anh Hề làm Tổng thống, thế phụ bếp tàu biển còn làm Chủ tịch được thì sao? Không chỉ bất kính, thái độ của một người từng được coi là nhà nghiên cứu, nhà khoa học với hàm học, phó giáo sư còn thể hiện rõ quan điểm chính trị của ông ta là không thừa nhận những công lao to lớn mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã mang lại cho dân tộc Việt Nam. Vào Google gõ từ khóa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dân sẽ cho ra hàng ngàn kết quả. Trong đó có cả những trang giới thiệu bài phân tích bệnh thừa chữ và bệnh thiếu chữ của ông Nguyễn Văn Dân. Từng được đào tạo chuyên ngành ngữ văn tại Romani, từng công tác tại cơ quan nghiên cứu khoa học, văn học, là giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học. Năm 1994, ông Nguyễn Văn Dân được phong học vị tiến sĩ và năm 2004 được phong học hàm phó giáo sư. Nhìn vào trích ngang lý lịch của ông Dân, nhiều người phải choáng bởi ông ta từng công tác tại Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung ương, Viện Thông tin Khoa học Xã hội và từng là Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Không chỉ có thành tựu trong lĩnh vực khoa học, ông Dân còn khá thành công trong lĩnh vực văn học. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là Chủ tịch Hội đồng Văn học Dịch hội Nhà văn Việt Nam, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn học nước ngoài của Hội Nhà văn Việt Nam. Ngoài ra, ông Dân còn là tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu khoa học và văn học, là thành viên của nhiều công trình nghiên cứu khoa học quan trọng. Khi còn công tác, ông Dân không có những biểu hiện lệch chuẩn như vậy. Vậy mà khi nghỉ hưu,
ông ta lại bộc lộ rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Các thế lực thù địch thường lợi dụng những người có tầm ảnh hưởng tới công chúng như là nhà văn, nghệ sĩ, giới trí thức để xuyên tạc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các đài phát thanh tiếng Việt nước ngoài như là RFA, RFI, BBC, VOA, v.v. các trang mạng chống cộng như Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Quan làm báo, Dân làm báo và vận động thành lập các nhóm, hội đoàn để đăng tải, phát tán các bài viết, hình ảnh, bình luận xuyên tạc cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã có những văn nghệ sĩ, trí thức, thậm chí là cả những người từng giữ chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, sau khi nghỉ hưu, bị kích động, bị lợi dụng và đã ngả nghiêng từ những viên đạn bọc đường. Vào thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn, chúng đã dùng thủ đoạn bảo lãnh sang Mỹ và một số nước phương Tây đối với những văn nghệ sĩ có biểu hiện bất mãn với thời cuộc. Điển hình trong số đó phải kể đến Dương Thu Hương, một nhà văn nổi tiếng từng có nhiều tiếng tăm trong nước. Và rồi đô la, bơ sữa phương Tây cùng những lời tán dương đã biến Dương Thu Hương thành kẻ điên cuồng chống phá nước nhà. Bà ta từng viết những cuốn sách bôi nhọ thể chế chính trị của Việt Nam như là Tiếng Vỗ Cánh của Bầy Quạ Đen, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cuốn Đỉnh Cao Chói Lọi. Theo chân Dương Thu Hương là những người có chút tài văn nhưng bị kẻ địch lợi dụng như là Trần Đĩnh, Vũ Thư Hiên, Trần Mạnh Hảo, Hà Sĩ Phu. Các văn nghệ sĩ biến chất này đã phát hành những cuốn sách và các DVD, trong đó cắt xén, dàn dựng những tư liệu giả mạo, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thậm chí Hà Sĩ Phu, một kẻ từng được nhà nước cử đi du học tại Tiệp Khắc, từng tham vọng cá nhân không thành, dẫn đến bất mãn chống đảng, chê bai xã hội. Sau khi đi nghiên cứu sinh ở Đông Âu về, ông ta thể hiện ngay quan điểm cổ vũ đa nguyên, đa đảng. Hà Sĩ Phu từng phát ngôn gây sốc, muốn thoát Trung phải thoát Cộng, mà muốn thoát Cộng thì phải thoát được Hồ. Gây bất bình trong dư luận với thành tích chống phá, ông ta từng nhận giải Haman Hamed của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thực ra là một tổ chức chuyên thọc gậy bánh xe vào công việc nội bộ của các nước. Trở lại với phát ngôn của Nguyễn Văn Dân trên Facebook cá nhân. Với bề dày công hiến như vậy, với rất nhiều sứ mệnh quan trọng phải gánh vác trên vai, nhẽ ra ông ta phải cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm bởi sẽ có tác động lớn đến nhiều người. Vậy mà Nguyễn Văn Dân lại dám xúc phạm hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam. Ngoài thái độ bất kính, lập luận của Nguyễn Văn Dân còn thể hiện sự ấu trĩ, khập khiễng và cố tình đánh tráo khái niệm. Ai cũng biết ở Việt Nam, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh vị cha già dân tộc giật đỗi kính yêu trong tâm trí của bất kỳ người dân nào. Mà không chỉ người Việt Nam, người dân nhiều nước trên thế giới cũng tỏ lòng yêu kính Bác. Đã có rất nhiều con đường, nhiều quảng trường, trường học, công viên, tượng đài mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khắp các châu lục. Trên thế giới, nhất là phương Tây, người ta có thể tự do nhạo báng một vị tổng thống từng là danh hài hay là con buôn. Nhưng đó là những nền văn hóa, chính trị với các quy chuẩn đạo đức xã hội rất khác biệt so với Việt Nam. Là nhà nghiên cứu văn hóa, khoa học xã hội, nhẽ ra ông Nguyễn Văn Dân phải hơn ai hết là thấu hiểu điều này. Vậy mà ông ta lại nhạo báng tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người. Năm 1946, sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người đã nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì là một cái nhà nhỏ nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì với vòng giành lợi." Thực tế đã chứng minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, người đã thực hiện đúng như vậy. Một vị anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất, nhưng cho đến khi đi gặp các cụ các Mác, Lenin và các bậc tiền bối cách mạng khác, trên ngực áo người vẫn không một tấm huy chương. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cột lõi trong tư tưởng, đạo đức của người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hàng ngày. Có lần một đồng chí giúp việc hỏi Bác một câu: "Thưa Bác có kinh nghiệm gì mà Bác viết ngắn lại hay đến vậy?"
bác rất khiêm nhường và bảo rằng bác không có kinh nghiệm gì cả. Các chú cứ làm việc đi, tự khắc công việc sẽ mách bảo kinh nghiệm. Và bác nói thêm, nếu các chú gọi là kinh nghiệm thì bác chỉ mách nhỏ các chú mấy câu, việc gì bác cũng phải trực tiếp làm. Bác giải thích là có trực tiếp làm thì mới thấu hiểu nỗi khó nhọc của cán bộ, mới biết thương cán bộ, mới biết sự phức tạp của công việc. Và bác đã tổng kết thành mấy câu rất đơn giản, ai cũng có thể hiểu và áp dụng vì dễ nhớ, dễ thuộc, nhưng lại rất biện chứng và như là một chân lý. Đó là thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận lãnh đạo thực hành. Về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chắc không cần nói nhiều để chứng minh một cách khách quan nhất, có thể dẫn ra tại khóa họp năm 1987 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã ghi trong quyết định tổ chức kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công nhận người là người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, là danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Theo nghị quyết của UNESCO, sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Trong từ điển Danh nhân văn hóa thế giới xuất bản tại Anh và Mỹ đã dành hai trang 332 và 333 ghi rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải phóng dân tộc, người đã dẫn dắt triệu người Việt Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ ở hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản bị lật đổ. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là danh nhân văn hóa thế kỷ 20. Sự tin yêu và kính trọng của mọi người dân Việt Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng thiêng liêng, sâu sắc. Vì thế bất kỳ ai dám xúc phạm đến người đều không thể chấp nhận và bị lên án mạnh mẽ. Theo anh em, liệu nhà nước ta có nên áp dụng một khung hình phạt thật nghiêm khắc đối với những kẻ xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và video của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.